Nó hoạt động theo hai cái giao thức mạng thôi. Đó, thì các ứng dụng khi người dùng xây dựng nó phải dựa vào những cái giao thức, những cái định kết nối theo cái chuẩn Internet thôi. Là TCP/IP là phải có hai cái giao thức đó, hoạt động theo hai giao thức TCP và UDP. Rồi ví dụ như là đây người ta mô phỏng bằng Java này, khai báo socket này, new một cái server socket, đây là phía server, đó, phía server, rồi khai báo xong ha thì sẽ thực hiện khi thì đồng thời khi đó phía client cũng cũng khai báo socket, cũng khai báo socket và bên này nó sẽ gì ạ, có một cái kết nối new socket, có một cái request ha gửi ở đâu new socket rồi và nó đưa thông tin gửi cho server thì khi đó server sẽ chấp nhận này, accept. Hai cái side này nó hoạt động cùng thời nhưng mà accept đó. Thì accept xong thì nó sẽ tiến hành là trao đổi dữ liệu phía với client ha. Cái bên này là server, bên này client, viết bằng Java. Tí nữa chúng ta sẽ mô tả viết bằng Python. Các bạn học Python rồi đúng không? Đó thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về cách dùng socket trên Python để thực hiện giao tiếp các cái tiến trình qua network. Rồi, cũng một kỹ thuật nữa được dùng để giao tiếp các cái máy qua mạng đó là sử dụng remote procedure call, tức là không sử dụng socket mà nó sử dụng một cái kỹ thuật là gọi thủ tục từ xa. Thì theo cái kỹ thuật này á thì hai bên trao đổi với nhau như thế nào? Thì ở đây nó sẽ có những cái hỗ trợ về các cái thành phần bên máy local á, sẽ có cái stub, còn bên máy ở xa có cái gọi là scalation. Thì hai cái này nó giống như là hai cái trạm ha, hai cái đầu nối để nó có thể giao tiếp được với nhau. Giống khi nãy là hai cái bên kia sử dụng socket thì hai bên nó thông qua socket đúng không? Nhưng ở đây hai cái này nó sẽ là khác nhau với cái máy gửi và máy nhận. À, bên này là yêu cầu gọi ha, bên này sẽ nhận các yêu cầu để xử lý. Đấy. Thì có nhiều cái ngôn ngữ lập trình hay là các cái API hỗ trợ cho cái việc chúng ta tạo stub và scalation này nè. Đó, thì khi hai cái thành phần này được tạo ra ha thì cái máy local này có thể gửi các yêu cầu cho cái máy ở xa này, à tính toán cái này cái nọ cho tôi đó, thì cái việc mà nó yêu cầu các cái xử lý tính toán ở xa này thì nó chỉ cần gọi cái thủ tục và thực thi cái thủ tục như thể là cái thủ tục nó nằm trên cái máy cục bộ đó. Mà cái việc di chuyển ha, dữ liệu đi qua mạng nó dường như bị ẩn đi, mà cái việc gọi thủ tục giống như gọi trên chính cái máy của máy cục bộ. Đấy, đó là ý nghĩa của remote procedure call. Cụ thể là trong cái ngôn ngữ Java nó có kỹ thuật RMI, remote machine. Đó, thì cái hoạt động của RPC này, hai cái máy, máy client và máy server. Thì cái bước đầu á là tại client nó sẽ có cái stub. Stub client, bên này có server stub, tức là scalation đấy, scalation. Rồi thì ngay khi một cái thực thể được gọi ha, ngay khi một cái RPC được gọi thì nó sẽ run thực thi trên cái máy client. Thì một cái client sẽ bắt đầu một cái tiến trình stub bởi cái việc nó sẽ pass ha, khi nó được gọi á thì nó sẽ thực thi cái client stub bằng cách là chuyển các cái tham số qua cái bên này để yêu cầu thực hiện, thì nó sẽ đóng gói các cái thông số để chuyển đi, để send đi, đóng gói để chuyển đi. Thì bên này nhận được ha, nhận được thì nó sẽ mở gói để có thể lấy được các cái thông tin ở bên trong này để xử lý. Nó xử lý xong thì nó sẽ return về kết quả cho cái anh này. Anh này nó sẽ gì ạ? Tức là khi return nó cũng phải bắt lại ha để đi qua cái mạng này.
Rồi bên này sẽ unpack để lấy kết quả trở về. Đó thì đó là cái hoạt động của RPC. Được chưa? Nó cũng là một cái kỹ thuật để các chương trình nó có thể liên kết qua cái giao tiếp đường mạng, network. Rồi, như vậy chúng ta đã xong cái một số các cái thiết lập các cái đường kết nối giữa các tiến trình. Physical cũng có, logical cũng có ha. Cho nên các bạn sẽ phân biệt là từng cái loại kết nối liên kết giữa các cái tiến trình để phục vụ quá trình giao tiếp giữa chúng. Rồi, ok, các bạn nghỉ giải lao một chút, tí mình sẽ tiếp tục.